Đây đây đây, tôi quá. Ôi trời, dưới trong tay kéo thế này á. Đây, ra đây, ra đây, sao, sao sáng. Cái gì? Đây, cho sáng. Ôi trời, cái ngô cho nó ấm. Ôi trời ơi, còn cho ấm, nóng quá lại còn cho ấm. Không, không. Đi vào đây, vào đây. Con ơi, vào đây, chúng ta sướng cái này. Thế bà bật điện lên. Hả? Bà bật điện lên. Cái Nhung à? Vâng. Ấy cướp được người bảy xung trường.
Đoán rồi. Con mẹ này chị chờ suốt ngày, có con bé con ngờ chưa, mẹ cứ an tâm hơn. Ôi năm rồi chị chờ khỏe rồi, đã đi đâu rồi không biết rằng ăn chứ không phải là không biết ăn. Bà sẽ cho mượn cái kéo nhé. Không cho mượn, cho dùng một tí rồi trả lại bà. Dân mượn không trả bà ra đây chỗ chứ. Đồ ăn tặng anh trộm, kêu đi dùng hộ. Dùng hộ, à không phải dùng hộ mà dùng hộ. Báo ông bà người này, người nhà này, đứa nào lại ăn cắp thì vào đây mà giúp bà lùng ta ăn trộm, nghe chưa? Thế đứa nào vào đây để chắp đây? Hai đứa này. Đứa nào đây? Anh chắp để đâu hết rồi? Ôi sao phải chắp à? Tao bảo đứa nào vào đây chắp tại sao không nói? Cái này nó vỡ. Cái gì? Cái này nó vỡ mất. Nó vỡ hết rồi không? Của người ta chạy ra đây là người gì vào để nó vỡ? Hả? Của nhà tao thì tao giữ. Tao cho là chúng mày đâu mà chúng mày bảo vậy. Vỡ cái này chúng mày phải đây. Ở đây anh cắp cũng trộm là tại đây rồi. Không ai cho chúng mày cả. Chúng mày bảo chúng mày cả. Đây không có chuyện ấy.
luyện tỉnh sẵn học phút này mà lại còn mình vẫn còn ăn trộm. Ăn mít không? Thì có thì ăn, chả có thì thôi. Có mít đấy có ăn không? Ừ, nhưng mà ăn không? Có chứ. Ừ, thì ăn. Ừ. Thế thì hai ta chung một quang đỉnh. Chốt đi tờ gì? Hả? Chốt đi tờ gì? Gì gì? Bà vừa bảo cái gì cơ? Đấy, nó bảo anh sắp đẻ, sắp như thế nào mà anh không biết đẻ là như thế nào cái gì? Là thế nào? Thế đẻ. Ý là yêu nhau hai đứa, tự như yêu nhau, cùng yêu, cùng chỗ đi chơi. Thế là thành xong cái lúc mà dần dần là tối hôm nay thì chơi ít thôi. Chứ hôm nay chơi ít này, đêm mai thì dần dần đi chơi chung với anh đi chơi đi. Thế là đi. Thế là cái anh ấy là cái cô đấy là
gần 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 giống nhau, gần 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 thuộc với nhau đấy. Thế rồi anh đi chơi với nhau đi. Ừ, tí. Thế cậu đi đi, đi. Thế nó mới dính vào, thế nọ thế kia, xong mới bảo thế nọ đi chơi. Đi chơi nó bây giờ hai đứa cùng với nhau. Xong đứa nọ hôm nay, ngày nay, ngày nay, ngày mai lại đi. Thế là đi với nhau rồi dần dần nó mới thành ra con, thành ra yêu nhau. Thế là cầm cầm thì nhau, đồ nhau đi. Cốc ý ở đấy ạ. Cốc ý ở đấy, đứa nào ở đấy, đứa bé, cốc bé, cậu cùng. Nên như mày là tầm này là quá tốt rồi đấy. Nhưng mà tao chả thấy chúng mày đi chứ. Nó gặp thấy lớn, tao thấy to là thế này. Thì bao giờ mà có con? Tao là như thế thì bao giờ mà mới có con? Không, tắm. À quên, ngồi đây, ngồi đây rồi. Mát đây. Mát? Mát chưa? Ông Phở vừa ở đây, không biết ông đi đâu, ông làm. Ông thần kinh. Ôi, đây con ơi. Sao bà lại gọi ông thần kinh? Ôi, đây. Hả bà? Sao bà lại bảo ông thần kinh? Ông không thần kinh đâu. Thích không lắm. Thế cơ bà. Ông không thần kinh thì ông thần kinh. Nên thần kinh rồi. Thế cũng sợ thần kinh. Ừ. Thần kinh như nào bà? Ông ấy giờ là không là thần kinh nhỉ. Hai đứa cục phải nói chuyện với nhau lâu lâu dần dần, một tháng ngày ba bốn ngày thế này đi, đi mẹ xô nhau hai đứa một nhà ví dụ nói chuyện với nhau này hai vợ chồng mình. Đấy nhau chứ. Cái tay kia cũng, ví dụ như mày muốn cái một đứa nhá. Cái đứa là có mày là mày nghe chồng, nghe chừng mày. Tao nói ngay là mày, nghe chồng. Chồng cũng, cái anh kia chồng. Em thì như thế này. Anh như thế này có được không? Thế có đi chơi giống như cháu với bà đi chơi không? À, không, không thể được. Thế chơi như thế nào? Cứ đi như mày là con trai nhá, tao là con gái. Hai đứa với Hạ Hậu đi chơi trong cái này. Nói chuyện nọ, nói chuyện kia dần. Thế là thế ảnh, thì ví dụ như bảo, thì bảo em đi chơi thì chơi ở đâu? Phải như thế thì mới lấy nhau chứ. Tự nhiên nhảy vào tôi lấy anh à? Vô lý đủ đâu. Đấy, các anh thấy như thế quẩn. Giả cốc lấy được người mình. Lấy chồng, lấy xíu bùi. Chồng ấy to cao lớn như thế này cũng không có chồng mẹ trò hả như ngày xưa bố mẹ đẻ mình ra như thế nào mẹ đẻ như thế nào mới hỏi mẹ uống cái sao mai có đẻ thế bây giờ hỏi bà có nói đâu hả giờ hỏi bà em lấy chồng nó như thế nào bà có nói đâu lấy chồng nó như thế nào bà còn phải nói không sao mà biết được thế sao chả bảo mày biết hôm qua này không nhớ quên thế thì không nhớ thì thôi rốt thì tôi rốt thì biết rốt không phải nói chứ không biết thì phải bảo rốt rốt thì biết rốt bà chỉ nói bậy thì được có một câu bài à thế hỏi mày vâng thế chúng mày không yêu không. Nhau không không rốt thì tại sao bây giờ chưa chữa Thank you.
trong kia. Tôi yêu cỏ ma vào trong kia. Có. Có thì bà cứ cắt đi. Bà không có bà. Cứ cắt đi. Bên kia. Đúng rồi. Chỉ cần I'm gonna